Chiều nay, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hải dự phiên làm việc của Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội về giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật giá sửa đổi. Đây là dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư và so với lần trước, nhiều điều khoản của dự thảo luật đã được hoàn chỉnh về kỹ thuật lập pháp. Hiện một trong những vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau tại dự thảo luật giá sửa đổi là việc giữ hay bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Quỹ bình ổn giá hiện đã hoạt động được 13 năm. Đây là quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước và nguồn hình thành được trích lập thông qua giá mua do người tiêu dùng chi trả. Doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu mở riêng tài khoản tại ngân hàng để hạch toán thu chi liên quan đến quỹ này và có trách nhiệm công khai minh bạch thu chi từ quỹ. Một số ý kiến cho rằng do tác động bình ổn giá xăng dầu của quỹ này vẫn còn mờ nhạt, do đó đề nghị không tiếp tục duy trì quỹ. Quan mấy cái quỹ bình ổn giá xăng dầu này, mình thu thêm cái tiền vào quỹ như thế này làm cho giá nó cao hơn so với cả cái giá thực tế. Xong mấy hôm nữa thì khi mà giá thị trường nó lên hết cả rồi thì lúc đấy mình lại đi giảm một tí, không đáng kể gì. Về mặt khoa học và phương pháp tính, chúng tôi cho rằng nó không giúp gì cho cái việc mà giảm lạm phát cả. Vừa rồi là Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng có những chính sách rất kịp thời trong cái quá trình sử dụng các cái cơ chế về thuế thống nhất để chính phủ có thể điều chỉnh tác động giúp cho cái việc bình ổn giá trong cái bối cảnh mà chúng ta có thể điều chỉnh cái giá bán lẻ xăng dầu một cách cập nhật kịp thời, một cách thường xuyên liên tục như hiện nay thì cái việc sử dụng quỹ nó cũng không phù hợp. Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng vẫn nên giữ quỹ bình ổn giá xăng dầu, tuy nhiên cần có cơ chế, điều kiện để quỹ này vận hành minh bạch hơn. Biên độ dao động của giá nó nhỏ thôi thì dùng cái công cụ quỹ, nó lớn hơn một chút thì phải điều chỉnh lên phí, lớn hơn nữa thì phải thuế, thậm chí đến cả những khoản thuế mang tính ổn định như VAT và tiêu thụ đặc biệt cũng đòi hỏi phải lôi ra để mà bình ổn giá. Cái lúc nó biến động quá cao rồi thì cái gì chả phải mang ra mà dùng. Thế bây giờ chúng ta đang có một cái công cụ mang tính rất linh hoạt để chính phủ điều hòa, thì tại sao chúng ta lại bỏ nó đi? Giai đoạn mà lúc giá xăng dầu nó lên thì cái quỹ bình ổn giá xăng dầu này nó đã giải quyết và giúp cho việc thị trường xăng dầu của chúng ta nó đã ổn định như thế nào, hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp từ cái việc này ra làm sao. Chỉ cần trả lời được đúng một câu hỏi thế thì nó sẽ giải quyết được cái sự cần thiết của cái việc này, có hay không nên duy trì cái quỹ này. Giải trình các ý kiến đặt ra, đại diện Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, quỹ bình ổn giá xăng dầu đã hỗ trợ quá trình điều hành giá không bị sốc khi giá xăng dầu thế giới biến động quá nhanh. Việc công khai minh bạch quỹ này cũng được thực hiện theo hình thức yêu cầu các doanh nghiệp công khai kiểm toán theo hàng quý. Hôm nay chúng ta đang sử dụng xăng dầu mà chúng ta ký hợp đồng và mua với cái giá từ cách đây 2-3 tháng. Chắc chắn vẫn có chuyện lệch pha trong cái việc mà giá xăng dầu trong nước khác với giá xăng dầu quốc tế. Có quỹ bình ổn giá xăng dầu, nó đã hỗ trợ cho cái quá trình điều hành giá xăng dầu của chúng ta trong suốt thời gian vừa qua. Thì hiện nay các bộ ngành, trong đó có Bộ Tài chính mà chủ yếu là Bộ Công Thương, thì chúng tôi thực hiện cái việc này một cách tối đa trong phạm vi có thể. Đó là yêu cầu các doanh nghiệp công khai kiểm toán hàng quý trên phương tiện thông tin đại chúng, trên website. Kết luận phiên làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, nguyên tắc mọi ý kiến góp ý luật đều phải được tổng hợp để tiếp thu hoặc giải trình đầy đủ. Việc tiếp thu hoặc giải trình phải có lý luận, giải thích rõ ràng, thuyết phục. Đối với các nội dung có ý kiến khác nhau về thẩm quyền quyết định danh mục hàng hóa bình ổn giá và quỹ bình ổn giá, đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo, cơ quan hữu quan tiếp tục ra soát, làm rõ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, thực tiễn, ưu nhược điểm, tính phù hợp với đặc thù tại Việt Nam đối với từng loại ý kiến để xin ý kiến tại hội nghị chuyên trách và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.